Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, theo nguồn tin cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo liên quan vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích và trốn trại xảy ra tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh này xác định nguyên nhân do một số học viên ở cơ sở cai nghiện nghi ngờ các học viên khác báo với cán bộ quản lý việc các đối tượng này sử dụng ma túy bên trong phòng. Do đó, sáng 23 tháng 2 và sáng 24 tháng 2, các đối tượng này đã đánh gây thương tích cho 4 học viên. Trong đó, một học viên bị gãy hai xương sườn, ba người còn lại bị sưng bầm nhiều nơi. Theo ông Lâm Tấn Hòa, trưởng ban tuyên giáo tỉnh Ủy Sóc Trăng, nguyên nhân xảy ra vụ xuất phát từ nhiều nguyên nhân, thứ nhất do quá trình sinh hoạt chung một số học viên xảy ra mâu thuẫn cá nhân thậm chí đã có mâu thuẫn từ khi còn ở ngoài đến khi vào cơ sở mâu thuẫn đó bộc phát xung đột xảy ra thứ hai do một số học viên quá khích té nước theo mưa manh động lôi kéo các học viên khác gây hỗn loạn bỏ trốn khỏi cơ sở Thứ ba, cơ sở vật chất của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã xuống cấp, đang được cải tạo, nâng cấp, thực tế không đảm bảo phục vụ khi số lượng học viên cai nghiện lên đến trên 400 người như hiện nay, trong khi sức chứa của cơ sở khoảng 250 đến 300 học viên. Thứ tư, lực lượng cán bộ của cơ sở này hiện quá mỏng khi chỉ có khoảng 60 người. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan và mời 45 học viên làm việc trong quá trình làm việc, chiều 24 tháng 2, một số học viên đã kích động nhiều người khác chống đối lực lượng công an, lợi dụng tình hình hỗn loạn có 191 học viên trốn trại. Sau khi vụ việc xảy ra, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo lực lượng công an tỉnh tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng quyết liệt khẩn trương xử lý hoặc tham mưu xử lý vụ việc theo quy định. Cạnh đó, phối hợp cơ sở cai nghiện truy tìm đưa các đối tượng còn lại trở lại cơ sở. Đồng thời, nắm diễn biến tình hình vụ việc, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc để xử lý theo quy định, đặc biệt xác định rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân để xảy ra việc học viên bỏ trốn. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thành lập đoàn công tác liên ngành để khảo sát toàn diện về bộ máy tổ chức, công tác quản lý điều hành, việc trang bị cơ sở vật chất, việc thực hiện chế độ, chính sách tại cơ sở cai nghiện. Trên cơ sở đó đề xuất cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý học viên cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nêu. Anh Vũ Văn Nguyên, trú tại thôn 7 xã Iato, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai cho biết, con gái anh là L, sinh năm 2008, học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, đã được tìm thấy sau gần 2 ngày mất tích. Cụ thể, vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày, công an thị trấn Iakai, huyện Iagrai đã tìm thấy con gái anh tại một phòng trọ trên địa bàn. Theo anh Nguyên, khi được tìm thấy, tinh thần của VTML có phần hơi hoảng loạn. Công an thị trấn Ia đang làm việc với VTML để nắm bắt thông tin và xác minh nguyên nhân vụ việc. Như thông tin đã đưa vào trưa thứ Bảy ngày 24 tháng 2, VTML điều khiển xe mô tô đến trường đại học. Tuy nhiên, đến 16 giờ cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo là không thấy L đến lớp. Tối ngày 25 tháng 2, sau hơn một ngày mất liên lạc với VTML, anh Nguyên nhắn tin cho con gái với nội dung về nhà đi con, ba mẹ mong con, con ơi. Con ở đâu, ba mẹ đi đón con về. Về đi con, ba mẹ không mắng con đâu. Đến 22 giờ 14 phút cùng ngày, từ Zalo của VTML có dòng hồi âm cấp cứu. Ba mẹ ơi, cứu con với. Con không sống nổi mất. Sau đó L mất liên lạc. Anh Nguyên được bạn bè của con gái cho biết có nhận được tin nhắn từ Zalo của L với nội dung bị bắt, bị nhốt, bị trói tay và bị đe dọa. Khi người này hỏi lại là đang ở đâu thì VTML trả lời là không biết. Đến khoảng gần 23 giờ đêm ngày 25 tháng 2, bạn bè của L gọi điện đến báo cho gia đình là L đã trốn được ra ngoài, đang ẩn nấp tại khu vực Làng Giang, gần trụ sở công an huyện. Tuy nhiên khi bố mẹ đến khu vực này tìm kiếm thì không thấy. Bên cạnh đó, Công an huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai cũng đã phát đi thông báo truy tìm tung tích của em VTML, 16 tuổi, trú tại xã Iato, huyện Iagrai, khi gia đình thông báo mất thông tin liên lạc với nội dung. Em VTML, học sinh lớp 10 ở trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, đi học tại trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Iaka, huyện Iagrai, bằng xe gắn máy biển số 81AU014.71 từ 12 giờ thứ Bảy ngày 24 tháng 2. Trước đó, về phía nhà trường, thầy Nguyễn Văn Trường, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng cho biết, học sinh VTML vắng học vào chiều thứ Bảy, tức ngày 24 tháng 2. Gia đình em này có liên lạc và chúng tôi cũng vào cuộc tìm kiếm. Liên quan vụ người đàn ông đổ xăng lên đầu tịch địch, châm lửa đốt ở Hà Nội. Ngày 26 tháng 2, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm 1959 ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Về hành vi giết người, ông Hoan đang bị công an quận Hồng Mai tạm giữ hình sự. Lãnh đạo công an quận Hồng Mai thành phố Hà Nội cho biết, nạn nhân trong vụ án là ông H 55 tuổi, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng 98%, dù được các bác sĩ cấp cứu điều trị, ông H vẫn không qua khỏi. Theo cơ quan chức năng khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, khi đang chạy xe ôm ở khu vực bến xe nước ngầm, Hoan phát hiện vợ mình là bà PTN, sinh năm 1971, bán nước chè tại bến xe nước ngầm và ông Hát đi từ hướng nhà nghỉ ra. Hoan đã gọi ông Hát đứng lại nói chuyện nhưng ông Hát vẫn rời đi. Do bức xúc nên ông Hoan đi xe máy về nhà, lấy chai nhựa loại 1,5 lít đi mua xăng để trả thù ông Hát. Sau khi mua 20.000 đồng xăng cho vào chai nhựa, nghi phạm đi tìm ông Hát thì phát hiện ông này đang ngồi uống bia với bạn tại quán bia Thảo Đen, số 1381 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt lúc này ông hoan cầm chai xăng đi vào vị trí ông hát đang ngồi rồi đổ xăng thẳng lên người đối phương và trong lửa đốt ông hát sau đó được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu còn ông hoan bỏ đi ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an quận hoàng mai đã vận động đối tượng ra đầu thú nghi phạm thừa nhận từ lâu đã nghi ngờ ông hát và vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng hai người đàn ông đã nhiều lần mâu thuẫn cãi chỉ nhau lãnh đạo công an quận hoàng mai cho biết vợ nghi phạm khẳng định không có chuyện như ông nguyễn văn hoan nói tại cơ quan công an ông hoan đã khai nhận hành vi phạm tội Mới đây, một đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại hình ảnh chiếc ô tô bỏ chạy lạng lách và nhiều lần đâm vào đuôi xe cảnh sát giao thông khi bị truy đuổi, gây xôn xao vì hành động quá nguy hiểm của tài xế. Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông C08 Bộ Công an cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 2 trên quốc lộ 1. Sáng ngày 26 tháng 2, công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1974 chú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, là tài xế điều khiển phương tiện trong đoạn clip trên để điều tra xử lý về hành vi vi phạm an toàn giao thông chống người thi hành công vụ. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 2, trên tuyến đường quốc lộ 1A, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện ô tô khách hiệu Hyundai 29 chỗ ngồi do Nguyễn Văn Giang điều khiển chạy quá tốc độ quy định. Lúc này chiếc xe chạy hướng Lạng Sơn Hà Nội với tốc độ 75 km/h, trong khi đó tốc độ tối đa qua đoạn đường trên là 50 km/h. Lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh mà vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Ngay lập tức tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng bám theo và nhiều lần ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe vẫn không chấp hành, lạng lách đánh võng trên đoạn đường gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác. Đáng chú ý, ô tô này còn đâm nhiều lần vào đuôi xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông khiến phương tiện này hư hỏng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã buộc chiếc xe ô tô chở khách kể trên phải dừng lưu thông Qua kiểm tra xác định ô tô này là xe kinh doanh vận tải hành khách mà không có camera giám sát hành trình, chở hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển. mới đây tại thị trấn Tam Đảo vừa xảy ra một vụ tai nạn ô tô bị mất lái lao xuống vực sâu, khi xảy ra tai nạn xe có 29 người bao gồm lái xe các hành khách là cán bộ hưu trí Bệnh viện Quân Y 110 tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 25 tháng 2, xe ô tô biển kiểm soát 29B31137 do tài xế Lê Ngọc Hát cầm lái, loại xe khách 29 chỗ ngồi có phù hiệu hợp đồng, còn hàng kiểm định đến ngày 24 tháng 7 năm 2024, chạy theo hướng từ thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc xuống núi khoảng 16 giờ 30 phút, khi đến km 19 cộng 300 quốc lộ 2B thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, xe bị mất lái đâm gãy hàng rào hộ lan rồi lao xuống dưới ta luy âm khoảng 5 m Sau đó xe được chặn lại bởi một cây thông lớn. Khi xảy ra tai nạn, xe có 29 người, bao gồm lái xe. Các hành khách là cán bộ hưu trí Bệnh viện Quân Y 110 tỉnh Bắc Ninh. Vụ tai nạn khiến 6 người trên xe bị choán và một người bị gãy tay. Tất cả được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo và Bệnh viện Quân y 109 kiểm tra, không có nạn nhân bị tử vong. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, xe khách 29 chỗ ngồi trên có phù hiệu hợp đồng còn hàng kiểm định đến ngày 24 tháng 7 năm 2024. Kết quả kiểm tra tài xế không có đồng độ đồ cồn và ma túy. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông để bảo đảm tuyến đường lên thị trấn Tam Đảo thông suốt. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thăm hỏi, bố trí xe để đưa hành khách trên xe trở về nhà an toàn. Bởi đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thượng Lộc, huyện Căng Lộc, Hà Tĩnh cho biết các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên đâm trọng thương hai mẹ con rồi phóng hỏa đốt nhà. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2, Bùi Hoài Nam, sinh năm 1993, quê ở huyện Can Lộc, đi xe máy đến nhà bạn gái. NTL sinh năm 1998, quê ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc để nói chuyện tình cảm. Tại đây, Nam và chị L đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Lời qua tiếng lại, Nam đã hung hãn dùng kéo đâm chị L và mẹ của chị là bà VTT sinh năm 1969 khiến cả hai người bị thương nặng, rồi sau đó đổ xăng phóng hỏa đốt nhà nghe tiếng hô hoáng kêu cứu người dân trong vùng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường kịp thời đưa hai mẹ con chị l đi cấp cứu đồng thời tiến hành các phương án dập lửa tuy nhiên do nhà chứa nhiều đồ đạc dễ cháy nên đám cháy bùng phát dữ dội gây thiệt hại một số tài sản gây án xong bùi hòa nam đã lẫn trốn vào rừng núi nhận được thông tin công an huyện can lộc phối hợp với phòng hình sự công an tỉnh hà tĩnh đến điều tra vụ việc tổ chức phong tỏa các nẻo đường để vây bắt nghi phạm Đến 11 giờ cùng ngày sau gần 3 giờ truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt được Bùi Hoài Nam khi đang lẫn trốn tại trang trại ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc. Được biết chị L là người yêu cũ của Nam, cơ quan chức năng hiện đang tạm giữ hình sự Bùi Hoài Nam, trú xã Trung Lộc, huyện Can Lộc để điều tra các hành vi liên quan giết người và hủy hoại tài sản. Liên quan đến việc hai cột trụ dưới tầng để xe của chung cư mini số 22 ngách 236 trên 17. Đường Khương Đình, phường Hà Đình, Thanh Xuân, Hà Nội bị nứt toát. Mới đây, Bị ban Nhân dân quận Thanh Xuân cho biết, với tinh thần đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, Trước hết, lãnh đạo quận Thanh Xuân thống nhất chỉ đạo và có văn bản khuyến cáo đề nghị người dân trong tòa nhà thực hiện di chuyển, đồng thời cử lực lượng hỗ trợ di chuyển khi người dân có yêu cầu. Khuyến cáo của quận đã được các hộ dân tại số nhà 22 đồng thuận ủng hộ thực hiện. Đến cuối ngày 24 tháng 2, toàn bộ các hộ dân đã di dời ra khỏi tòa nhà để đảm bảo an toàn. Cũng ngay trong ngày 24 tháng 2, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân có văn bản yêu cầu chủ sở hữu đầu tư chung cư mini thuê đơn vị tư vấn đủ điều kiện, năng lực theo quy định tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng. Đánh giá mức độ nguy hiểm của công trình theo đúng quy định tại Điều 5, thông tư 10 trên 2021 trên TT BXG ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 6 trên 2021 trên NDCP ngày 26 tháng 1 năm 2021 và nghị định 44 trên 2016 NDCP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ thuê đơn vị thi công đủ năng lực điều kiện để tổ chức thực hiện sửa chữa, gia cố công trình theo quy định, đảm bảo an toàn sử dụng. Khi tiến hành sửa chữa gia cố công trình phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và công trình. Sau khi sửa chữa gia cố phải được đơn vị kiểm định và các cơ quan liên quan đánh giá đảm bảo an toàn theo quy định mới tiếp tục đưa công trình vào sử dụng. Đồng thời, Ủy ban nhân dân quận cũng giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân phường Hà Đình giám sát việc thực hiện. Tòa chung cư mini này có 8 tầng, khoảng 60 căn hộ được đưa vào sử dụng từ năm 2017. Đến nay, một số hạng mục của tòa nhà đã bị xuống cấp, đặc biệt là phần chịu lực dưới tầng 1. Lực lượng chức năng đã cho gia cố thêm hệ thống dàn giáo bằng sắt chống đỡ xung quanh chân các cột nhà bị xuống cấp. Ông Nguyễn Hồng Phong, trưởng ban quản lý tòa chung cư mini số 22, ngách 236 trên 17, đường Khương Định cho biết Chủ đầu tư đã thống nhất với cư dân sinh sống tại chung cư mini bằng văn bản phương án xử lý sự cố nứt cột tòa nhà chung cư và cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm chi phí sửa chữa sự cố tòa nhà. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng sẽ cắt cử người giám sát thi công trong vòng 30 ngày, nếu sau 30 ngày vẫn chưa thi công xong thì đơn vị thi công sẽ phải chịu phạt với các hộ gia đình. Mới đây, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an thông tin về trường hợp chống người thi hành công vụ trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, đầu giờ chiều ngày 24 tháng 2, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, phát hiện hai nam thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy di chuyển với tốc độ cao. Khi đó, trung tá Nguyễn Việt Toàn đã ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên thanh niên cầm lái không tuân theo hiệu lệnh dừng lại mà lao vào tổ công tác tông thẳng vào người anh Đặng Văn Lưu, chiến sĩ cảnh sát cơ động. Cú tông khiến anh Lưu ngã và bị thương. Sau đó, thanh niên điều khiển phương tiện dựng xe lên và bỏ chạy khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng sau đó đã bắt giữ được người ngồi sau xe. Tổ công tác tại hiện trường đã điện báo cáo lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn, đồng thời đưa cảnh sát cơ động anh Đặng Văn Lưu bị thương đến cơ sở y tế. Tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, xác định cảnh sát cơ động Đặng Văn Lưu bị chấn động não gây choáng. Đến 18 giờ cùng ngày, anh Lưu đã tỉnh táo. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định người ngồi sau mô tô là Triệu Văn Hoàng, sinh năm 1986, trú tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tài xế điều khiển chiếc xe tông cảnh sát cơ động là Ngô Văn Linh, sinh năm 1997, trú tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xác định tài xế, Ngô Văn Linh đã chạy trốn xuống tỉnh Bắc Giang. Cảnh sát đã yêu cầu gia đình vận động anh này quay về trình diện cơ quan công an. Tối 24 tháng 2, tài xế Ngô Văn Linh đã liên hệ với cơ quan công an để ra trình diện. Kết quả kiểm tra xác định Ngô Văn Linh dương tính với chất ma túy, không có nồng độ cồn trong hơi thở, không có giấy phép lái xe theo quy định. Ngô Văn Linh khai nhận mô tô đâm vào tổ cảnh sát giao thông là xe được Linh mua lại nhưng vẫn chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ. Công an huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Linh để điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định. Theo kết luận điều tra bổ sung ban hành ngày 23 tháng 2 về vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, cơ quan điều tra C01 Bộ Công an đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC và 49 bị can khác. Riêng Doãn Văn Phương, sinh năm 1977, Tổng giám đốc tập đoàn FLC được xác định đã xuất cảnh trốn ra nước ngoài từ tháng 3 năm 2022. Theo cơ quan điều tra, trong vụ án, Doãn Văn Phương còn giữ vai trò kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Faros giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016, sau đó là thành viên hội đồng quản trị từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 6 năm 2019 với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Faros từ ngày 28 tháng 5 năm 2015 đến ngày 9 tháng 11 năm 2016, Phương đã chỉ đạo các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và nhân viên thuộc Faros ban hành các nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ, lập hồ sơ góp vốn khống, lập hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu, tương đương 4.300 tỷ đồng vốn điều lệ của Faros. Việc làm này của Phương nhằm để Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, về hành vi của Phương, cơ quan điều tra cho rằng bị can đã chỉ đạo và trực tiếp ký các tờ trình, biên bản, nghị quyết của Hội đồng Quản trị để ra chủ trương về việc tăng vốn khống ở các lần tăng vốn thứ ba, thứ tư, thứ năm và chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu của Faros trên sàn chứng khoán. Với danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Faros, Phương cũng trực tiếp tham gia ký hồ sơ, chứng từ khống để hợp thức hạch toán kế toán cho việc góp vốn khống. Trong đó, ký 18 giấy rút tiền mặt để bị can Trịnh Thị Minh Huế, em gái Trịnh Văn Quyết, sử dụng rút 900 tỷ đồng vốn góp ra khỏi tài khoản của Faros, ký 12 ủy nhiệm chi để Huế làm thủ tục chuyển 296,5 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình Định FLC đến tài khoản của các cá nhân khác nhau để tạo dòng tiền hình thành công nợ ảo để hạch toán hợp thức trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính. Cuối tháng 5 năm 2015, khi trở thành cổ đông góp vốn, Phương tiếp tục ký khống nhiều giấy tờ nộp tiền góp vốn và ủy nhiệm chi khống. Từ đó, bị can Huế làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền hợp thức làm tăng vốn khống góp mang tên Doãn Văn Phương tại công ty Farod từ 675 triệu, tương đương 675.000 cổ phần, lên hơn 77 tỷ, tương đương hơn 7,7 triệu cổ phần. Trước khi niêm yết, Phương trả lại hơn 7,7 triệu cổ phần cho Trịnh Văn Quyết bằng hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng nhưng không phát sinh thanh toán tiền. Do đó, cơ quan điều tra xác định bị can Phương được hưởng lợi 500.000 cổ phiếu tương đương giá trị phát hành là 5 tỷ đồng. Cuối tháng 8 năm 2016, Doãn Văn Phương đăng ký lưu ký với tài khoản chứng khoán mang tên mình. Liên tiếp 2 năm sau đó, ông ta được trả cổ tức thêm 160.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu ông này sở hữu lên 660.000. Đến đầu tháng 5 năm 2022, tài khoản chứng khoán mang tên Doãn Văn Phương bán toàn bộ 660.000 cổ phiếu, qua đó thu về trên 2,3 tỷ đồng. Kết luận của C01 nêu, Doãn Văn Phương đã cùng Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống giá trị góp vốn tại công ty Faros đăng ký niêm yết và bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, qua đó các bị can lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Trong vụ án C01 cáo buộc Doãn Văn Phương đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò tổ chức thực hiện, giúp sức tích cực cho Trịnh Văn quyết. Doãn Văn Phương đã bỏ trốn, đến nay chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam, đã xác định ở nhiều nơi nhưng không tìm được. Kết luận nêu và cho biết cơ quan điều tra đã tách hành vi, tài liệu liên quan ông Phương để xử lý sau. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần chứng khoán BOS, Công ty cổ phần xây dựng Faros và một số đơn vị liên quan. Trong số này có bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC và hàng loạt người thân. Theo kết luận điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã có hành vi thao túng thị trường chứng khoán hưởng lợi bất chính 723 tỷ đồng và nâng khống vốn điều lệ công ty cổ phần xây dựng Faros, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn đề nghị truy tố các bị can thuộc Ủy ban chứng khoán nhà nước cùng về tội công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán gồm Lê Công Điền, vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng, Dương Văn Thanh, tổng giám đốc trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Phạm Minh Trung, trưởng phòng đăng ký chứng khoán. Với vai trò là vụ trưởng, khi được giao chỉ đạo thẩm định hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty cổ phần xây dựng Faros, bị can Lê Công Điền đã phát hiện hồ sơ đăng ký không đủ cơ sở để xác định số vốn thực góp, các báo cáo kiểm toán không đúng pháp luật về kiểm toán vì không đủ cơ sở để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần, nhưng bị can Điền không thực hiện kiểm tra xử lý đối với công ty kiểm toán thu hồi báo cáo kiểm toán mà vẫn chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng sau đó công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng đối với công ty cổ phần xây dựng Faros có số vốn điều lệ là 4.300 tỷ đồng. Từ đó, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã lợi dụng việc này để thực hiện việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Công Điền thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Bị can này khai, nguyên nhân dẫn đến sai phạm là do công ty Faros là doanh nghiệp lớn. Trịnh Văn Quyết có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các cấp và sở hữu một công ty chuyên tư vấn pháp luật. Khi thẩm định hồ sơ công ty Faros, bị can Điền đã yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng về việc góp vốn, nhưng bị doanh nghiệp này hai lần có đơn khiếu nại vì cho rằng cựu vụ trưởng của Ủy ban chứng khoán nhà nước vượt thẩm quyền gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do lo sợ ảnh hưởng đến công việc của bản thân nên bị can Điền biết sai vẫn làm. Kết luận điều tra nêu, hành vi của bị can Lê Công Điền đủ yếu tố cấu thành tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, quy định tại khoản 2 điều 209 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can Điền về tội danh này. Tương tự với vai trò là tổng giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, khi nhận được hồ sơ đề nghị đăng ký, lưu ký 430 triệu cổ phiếu của công ty Faros, bị can Dương Văn Thanh biết rõ hồ sơ chưa đủ cơ sở để xác định số vốn thực góp nhưng vẫn ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đối với công ty này, đồng thời thông báo đến các thành viên lưu ký công ty chứng khoán. Kết luận điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra ghi nhận, bị can Lê Công Điền có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, quá trình công tác có nhiều thành tích được các cấp khen thưởng trên cơ sở đó cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm khi lượng hình đối với cựu vụ trưởng của ủy ban chứng khoán nhà nước này